Hello, chào cả nhà. Hôm nay đưa mấy em và mấy chú đi siêu thị đi chơi. Tí quay cho các bạn coi siêu thị ở Phần Lan nhé. Thank you.
Nó rinh nó thành. Hả? Halari cơ tí thôi cái này. Giờ mua quần áo cho con, cho bà xã. Giờ tính tiền, bà xã tính tiền. Nên là hội corona đang gồm cho anh. Nào hôm nay em tâu cần nữa. Cái thùng như thế nó cần nhiều rồi. Dạ, rồi mình bún chục. Nào sang em không ngọt thế mà. Tưới nó ngon mẹ lưu vậy vậy. Vẹt thăm cho mẹ ai kìa. Nàng tôi kì lấy luộc. Dạ kì lấy luộc lâu kìa. Đi thang máy là ha. Nhìn. Tốt cái này, kết thúc cái này. Chúc bạn. Bình Nhật. Đây. Quân. Anh nhà chợ có là quân không? Đây. Tân cảnh đẹp quá trời luôn. Ở dưới thì có quán ăn. Đèn là đổ. Nó. Ôi mẹ. Đây. Thằng máy. Ất sạch sẽ chưa? Đấy. Đẹp chưa? Đây, quần áo đây. Cái này ở đây giá người ta để trên luôn. Mỗi chiếc thì 24 euro 99 sen.
Ồ, siêu thị. Nè, đưa Tony thế này. Lẹ cái này. Ta đưa mi đưa mình liền thế nên đập hiểm hiểm. Em chung ốc, chung em chung là chung pin đi này. Em. Nè nhớ đấy này nè. Mình chết rồi bây giờ nó coi mình hướng ngọt nhẹ mày sao phải lấy hả bố mơ mình sao lại không hơn 100 luôn 100 lấy luôn đi 2 triệu mua 1 năm mặc 1 lần mặc mỗi mùa đông năm con mua tiếp em chụp lại mày nhớ nào mà cũ hết các bạn này mà có muộn đôi khi là rộp rộp nữa này con áo cho em xuống vai như món đó à, tiêu rộp ý nên cái rộp này đừng này em lấy áo mình ha để ta nữa rồi mai xa ra xôm nhu em cho nhá nè 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 em bố mình tí nữa có cay nữa hả à. Giờ là anh nhớ dựa pro anh nhớ nè 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 cái con này chẳng mà ông mức ao nè à. Hả tôi chọn luật đã đây quay cho các bạn chờ coi ha vào siêu thị rồi đông người lắm bây giờ nói là ở sợ corona bây giờ đông người quá hình như là quen rồi hồi trước còn hơi sợ nhà ra cái thùng vậy em nên ra cái thùng không ao nặng cân dần bỏ
Khô thế sẽ nhằm nè. Em ao phía lê hôm nay nè. Đào chứ nè. Bình. Mà nó là từ từ em bắt đầu chứ không hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Người sang mấy bạn. Mẹ à? bây giờ hôm nay còn áo giảm giá nữa. Tết sắp rơi mà cái áo thì người ta giảm giá. Đằng cuộp sau khi bố cuộp mà còn nả hả? Nói em rơi nhau con em. Nào nè nhau nè. Ôi, nó khổ đi. Nào. Bây giờ cái bên đó là khu quần áo, ở đây là khu rải. Nào. Còn một rải. Đóng đây. Bây giờ thì kiếm cả tí nữa. Đi nào, tí nữa. Đi nữa. Ô tô chạy nữa. Nào. Đi nữa. Đây, khu đây là người ta nướng đồ chín. Yeah, good thing. Yeah, I didn't mean her now, mom. M, Nana. Khẹp bạn ơi. Mà nó than bạn. Em nhắm con đâu. Mà nó than. Nó nó ăn răng tép rồi nó bẻ bẻ. Cái đấy. Nó. Nhám mà nè. Không lấy em vui à? Em mà lấy e dạ nhưng mà tôi vô hồi dạ nhưng mình coi như nhung hồi hả nhung. Nhưng lấy em vui mà nó thành bao nhiêu. Em
giật nó à. Đây mấy bạn. Rồi bây giờ đi về thôi. Ơi. Cảm ơn các bạn nha. Bây giờ đi về thôi, tạm dừng video tại đây nha. Yeah, nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe và đăng ký kênh nha. Cảm ơn. Mở cửa đi em. Đạo khẩu. Mà đạp bác ạ. Ơi, tạm dừng video tại đây. Đi về thôi.